Hàng trăm con tàu vũ trụ cất cánh từ bề mặt của trái đất và tiến về phía sao Hỏa. Tua nhanh tới 7 tháng và đội phi thuyền không gian đang ở gần hành tinh đỏ. Chẳng bao lâu nữa, tất cả các con tàu sẽ hạ cánh. Vài nghìn người sẽ trở thành công dân của sao Hỏa. Có lẽ họ sẽ không bao giờ trở lại hành tinh quê nhà nữa, bởi vì ở đó chắc chắn sẽ có mọi điều kiện cần thiết cho một cuộc sống tiện nghi. Qua một thời gian dài và nhiều cuộc thám hiểm, ta mới tạo ra được một thuộc địa tự duy trì trên sao Hỏa. Quá trình ấy diễn ra từng bước. Con người có thể xây dựng một thành phố toàn diện ở đó với các nhà máy, bệnh viện, tòa chung cư, thậm chí cả club và nhà hàng. Đầu tiên, chúng ta cần chọn thời điểm để phóng tên lửa. Cửa sổ phóng cứ 780 ngày lại mở một lần. Đó là khi khoảng cách giữa trái đất và sao Hỏa là ngắn nhất. Trong trường hợp này, hành trình sẽ kéo dài khoảng 6 đến 7 tháng. Hãy chuyển sang bệ phóng nhé. Ở đây, chúng ta thấy tàu vũ trụ được kết nối với một tên lửa đẩy. Đánh lửa nào? Tên lửa đẩy đưa tàu vũ trụ lên không trung. Sau đó, nó tách ra và hạ cánh trở lại trái đất. Cùng lúc đó, động cơ của tàu vũ trụ khởi động và phi thuyền tiến đến quỹ đạo của trái đất. Để đi lên, con tàu đã sử dụng gần hết nhiên liệu và hiện cần phải được tiếp thêm. Để làm điều này, ta lại dùng tên lửa đẩy. Một cần cầu khổng lồ đặt một con tàu vũ trụ khác lên tên lửa đẩy. Con tàu chứa các thùng nhiên liệu lớn bên trong. Tên lửa đẩy phóng từ trái đất và đưa con tàu tiếp nhiên liệu vào quỹ đạo. Nó gắn vào tàu vũ trụ và nạp nhiên liệu cho nó. Hành trình không gian có thể cần tổng cộng 5 lần tiếp nhiên liệu như vậy. Với nhiệm vụ đầu tiên để xây dựng một thuộc địa trên sao Hỏa, ta cần 5 phi thuyền. Tính sơ sơ là 25 lần phóng từ trái đất. Xét rằng tên lửa đẩy có giá 230 triệu đô, tàu tiếp nhiên liệu 130 triệu đô và bản thân con tàu là 200 triệu đô. Chi phí cho nhiệm vụ này khá ấn tượng đấy. Vậy đánh lửa thôi, tua nhanh về phía trước và nắm con tàu đầu tiên đã hạ cánh xuống bề mặt của sao Hỏa. Đội tàu này chưa mang theo những con người đầu tiên mà chỉ mang hàng hóa như thức ăn, nước uống, oxy để thở và vật tư y tế. Ngoài ra, còn có các mô đun sống đầu tiên, hệ thống quản lý chất thải và một lượng lớn các tấm pin năng lượng mặt trời để tạo ra điện. Trước khi hạ cánh, một trong 5 con tàu sẽ phóng một hệ vệ tinh lên quỹ đạo làm phương tiện liên lạc trên hành tinh đỏ. Vậy là các robot bắt đầu công việc trên sao Hỏa. Đầu tiên, nhiều xe thám hiểm nhỏ xếp hàng và mở các tấm pin mặt trời ra. Tổng diện tích của chúng đạt tới kích thước của 7 sân bóng đá. Trên sao Hỏa, pin mặt trời có năng suất thấp hơn nhiều so với trên trái đất. Bão cát thường xuyên phủ dày cát lên bề mặt của các tấm. Nhưng cùng lúc, gió mạnh của hành tinh đỏ cũng giúp cuốn bay cát đi. Các xe thám hiểm khác được trang bị nhiều máy khoan mạnh mẽ sẽ đi tìm nước trong đất của sao Hỏa. Khi chúng tìm thấy nước, con người sẽ bắt đầu sản xuất nhiên liệu. Ở nhiệt độ và áp suất cao, chúng ta sẽ kết hợp carbon dioxide từ khí quyển với nước đã khai thác được. Nó sẽ tạo ra khí metan cho tên lửa và oxy để hít thở. Kể từ tháng 2 năm 2021, xe thám hiểm sao Hỏa Perseverance đã thử nghiệm công nghệ chiết xuất oxy. Nó chứa một cái hộp bên trong. Đây là thí nghiệm oxy sao Hỏa ESRU, còn gọi là MOSIT. Máy này hút không khí sao Hỏa vào bên trong và sau đó dưới áp suất cao lấy một nguyên tử oxy từ carbon dioxide. Một máy lớn bằng một chiếc hộp đựng giày có thể cung cấp đủ oxy giúp một phi hành gia hít thở. Nhưng nếu bạn xây dựng nó dưới quy mô của một nhà máy lớn, nó sẽ sản xuất oxy cho toàn bộ thuộc địa và giải phóng phần còn lại vào bầu khí quyển của sao Hỏa. Một nhóm xe thám hiểm khác đang làm việc để biến bề mặt sao Hỏa thành một bãi đáp nhằm chuẩn bị cho bước tiếp theo trong quá trình thuộc địa hóa hành tinh đỏ. Tính đến nay, các cư dân robot trên sao Hỏa đã làm việc cho các nhiệm vụ này được 2 năm và 2 tháng. Con người trên trái đất vẫn đang chờ một cửa sổ phóng mới được mở ra. Lần này, không phải 5 mà là 12 tàu vũ trụ sẽ đến sao Hỏa. Trong số đó, có 10 tàu chở hàng. Chúng chứa vật liệu xây dựng, nhiên liệu và các vật tư khác, cũng như rất nhiều thiết bị khoa học và máy in 3D. Hai con tàu còn lại chở các phi hành gia liên hành tinh đầu tiên. Cánh cửa của những con tàu mở ra và lần đầu tiên trong lịch sử, 30 anh hùng sẽ đặt chân lên bề mặt của sao Hỏa. Nhóm người này là các nhà khoa học, kỹ sư và bác sĩ. Họ đã trải qua một cuộc tuyển chọn nghiêm ngặt
và được huấn luyện rất lâu để trở thành những người đầu tiên chinh phục một hành tinh khác. Và những người này không có vé trở về, họ sẽ phải ở trên sao Hỏa trong 2 năm. Các phi hành gia sống trong tàu vũ trụ và cố gắng làm quen với các điều kiện lạ thường trên sao Hỏa. Nhiệt độ ở đây vào khoảng âm 62 độ C. Ngoài ra, lực hấp dẫn trên sao Hỏa yếu hơn hành tinh của chúng ta 2,5 lần. Nghĩa là ở đây, một người có thể nhảy cao gấp đôi và nâng vật nặng hơn. Nhưng cơ bắp trong cơ thể con người gặp khó khăn khi làm quen với sự khác biệt lớn như vậy. Do đó, các phi hành gia không thể làm việc toàn thời gian được. Việc đầu tiên họ cần làm là dỡ hàng trên tàu xuống và triển khai các hệ thống hỗ trợ sự sống. Một số người đang thử nghiệm việc biến đất trên sao Hỏa trở thành vật liệu cho máy in 3D. Những người khác đang dựng nhà kính và xới đất để trồng cây. Hệ thống tái chế chất thải của con người mà các robot mang đến đây được ứng dụng để tạo phân bón cho cây trồng. 2 năm và 2 tháng nữa đã trôi qua, chúng ta thấy phi thuyền được phóng lên, không phải từ trái đất mà là từ sao Hỏa. 30 phi hành gia đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về nhà. Tàu vũ trụ cất cánh từ sao Hỏa dễ dàng hơn vì lực hấp dẫn ở đây yếu hơn trên trái đất. Đồng thời, các tàu cũng được phóng lên từ trái đất. Chúng sẽ đưa gần 100 cư dân mới và nhiều hàng hóa hơn nữa lên sao Hỏa. Khi đội phi thuyền này đến hành tinh đỏ, các phi hành gia có thể nếm thử thực phẩm đầu tiên được trồng ở đây. Máy in 3D bắt đầu xây dựng nhà trên sao Hỏa. Chúng in các lớp vỏ bên ngoài từ đất của sao Hỏa và chất thải thực vật. Những lớp vỏ này sẽ bảo vệ ngôi nhà trước bức xạ mặt trời và gió mạnh. Còn bên trong vỏ, người ta sẽ xây dựng những ngôi nhà kiên cố. Chúng được bơm hơi và trang bị các mô đun được tàu vũ trụ trực tiếp chở đến. Những ngôi nhà này có các vịnh sinh hoạt, vịnh nghiên cứu và trung tâm liên lạc. Quá trình thi công tiếp tục diễn ra thêm 2 năm nữa, cho đến khi cửa sổ phóng tiếp theo lại mở ra. Một số phi hành gia rời sao Hỏa, nhưng ngày càng có nhiều người đến đây với nhiệm vụ mới. Họ không còn sống trong tàu vũ trụ bởi vì đã có những ngôi nhà tiện nghi dưới lòng đất và nhà in 3D. Phần lớn thực phẩm đã được sản xuất trên sao Hỏa. Một thế hệ robot mới cùng làm việc với nông dân. Robot thợ xây thì phụ giúp trong việc xây dựng nhiều ngôi nhà hơn nữa để đáp ứng thực tế rằng dân số con người ngày càng tăng. 2 năm nữa đã trôi qua, các cơ quan vũ trụ khác nhau vẫn phóng các phi thuyền lên sao Hỏa. Con người, thiết bị khoa học và thậm chí cả bể cá xuất hiện ngày càng nhiều. Vào năm 2035, sao Hỏa và trái đất sẽ ở khoảng cách ngắn kỷ lục. Do đó, có người đã đưa một đội tàu khổng lồ chở các phi hành gia và vật liệu xây dựng. Đến lúc này, thuộc địa của con người trông giống như một thành phố nhỏ với nhiều mái nhà vòm thông nhau. Cư dân bên trong dần xây dựng một mạng lưới đường hầm dưới lòng đất để di chuyển giữa các ngôi nhà, phòng thí nghiệm và nhà máy. Họ cũng đã xây dựng bệnh viện đầu tiên. 2 năm sau, dân số sao Hỏa đạt mốc 1.500 người. Đa số những người này sẽ trở thành cư dân vĩnh viễn của hành tinh. Sau 4 năm nữa, qua 2 lần cửa sổ phóng mở ra, nhà hàng đầu tiên sẽ mở cửa. Ngoài ra, nhà máy điện hạt nhân cũng đã được khởi công. Sau khi hoàn thành, người sao Hỏa sẽ không cần trái đất liên tục cung cấp nhu yếu phẩm nữa. Từ trên cao, khu thuộc địa trông giống như một thị trấn nhỏ. Có một khu nông nghiệp trồng thực phẩm, một khu sinh sống và một khu nhà máy. Và với mỗi nhiệm vụ mới, con người ngày càng mang đến nhiều tấm pin mặt trời hơn. Hiện tại, tổng diện tích của chúng bằng hàng chục sân bóng đá. Tất cả những điều này khiến các phi hành gia cảm thấy như ở nhà. Họ cũng không phải chờ nguồn cung cấp thực phẩm từ trái đất nữa. 20 năm thuộc địa của con người trên sao Hỏa, dân số hiện nay rơi vào khoảng 30.000 người. Các công nhân dần dần đưa gia đình của họ lên sao Hỏa. Những ngôi trường đầu tiên được xây dựng. 30 năm sau, dân số đã là hơn 100.000 người. Cơ sở hạ tầng của thuộc địa cho phép nó hoàn toàn tự cung tự cấp. Con người sản xuất đủ lương thực, nhiên liệu và oxy. Vào thời gian này, những cái cây đầu tiên bắt đầu mọc trên đất sao Hỏa. Ngày càng có nhiều oxy trong bầu khí quyển của hành tinh. Cây trồng trong nhà kính cũng góp phần vào lượng oxy quý giá ấy. Hiệu ứng nhà kính từ hoạt động của con người giúp làm ấm bề mặt của sao Hỏa. Dù chỉ một chút, có người vẫn phải mặc bộ đồ vũ trụ khi ra ngoài. Phải mất nhiều năm nữa thì có người mới có thể thở trên sao Hỏa giống như trên trái đất.
dần dần sông và hồ sẽ xuất hiện, cây xanh sẽ bao phủ phần lớn diện tích. Và rồi những cư dân của sao Hỏa sẽ có thể ra ngoài mà không cần đội mũ dưỡng khí nữa, và gọi hành tinh đó là nhà của mình.